Ngày 17 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở chính, Vietinbank tổ chức buổi họp thông qua định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và kế hoạch kinh doanh trung hạn 2021-2023. Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Đức Thọ, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank cho biết, trong giai đoạn 2010-2020, Vietinbank đã có những bước phát triển quan trọng, khẳng định vai trò và vị thế là ngân hàng trụ cột của ngành ngân hàng, đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế đất nước. Đồng chí Lê Đức Thọ khẳng định, trong 10 năm tới, giai đoạn 2021-2030, Vietinbank nhất quán quan điểm phát triển. Vietinbank là ngân hàng lớn mạnh của quốc gia, đóng vai trò trụ cột của nền kinh tế, đồng hành phục vụ cho sự phát triển của đất nước, gắn tăng trưởng của ngân hàng với các ngành kinh tế chủ lực, các vùng kinh tế trọng điểm của đất nước, chủ động tham gia vào quá trình hội nhập, nâng cao chất lượng tăng trưởng, thu hẹp khoảng cách với các ngân hàng hàng đầu khu vực, hướng tới phát triển bền vững. Tại buổi họp, các đồng chí thường vụ Đảng ủy, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban lãnh đạo Vietinbank đã thảo luận và thông qua các nội dung về định hướng chiến lược phát triển Vietinbank giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với khát vọng trở thành ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 nằm trong top 20 ngân hàng mạnh nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đến năm 2045 là ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương và uy tín cao trên thế giới. Với sứ mệnh là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông và người lao động. Xác định được khát vọng đặt ra trong giai đoạn 10 năm tới sẽ rất thách thức đối với toàn hệ thống. Tuy nhiên, Vietinbank khẳng định tiếp tục thay đổi mạnh mẽ, phát triển quy mô cùng với hiệu quả hoạt động, xây dựng vị thế ngân hàng mạnh và uy tín nhất Việt Nam, top đầu trong khu vực và vươn tầm thế giới, xây dựng và khẳng định uy tín trên toàn thế giới theo xếp hạng uy tín của các tổ chức xếp hạng quốc tế. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.